Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tân Hoa kỷ niệm 109 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn kỳ vọng Hưng Yên sẽ vươn lên thành tỉnh mạnh trong toàn quốc. Ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2024, sáng nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Dự lễ dâng hoa có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, được Đảng tin cậy giao phó nhiều trọng trách. Dù ở đâu, làm công việc gì, đồng chí cũng hết lòng vì Đảng, vì dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Với cương vị là người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới, mở ra hướng đi mới trong công cuộc phát triển đất nước. Tại lễ dâng hoa, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, cả cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, dù bận lo công việc chung của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn dành sự quan tâm theo dõi từng bước tiến của quê hương Hưng Yên. Trong những năm tháng xa quê, đồng chí đã nhiều lần về thăm, làm việc và viết thư thăm hỏi động viên, cán bộ và nhân dân Hưng Yên đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Lời can dặn của đồng chí đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt để cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên đoàn kết khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh của người, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng ôn lại hồi ức tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với nhân dân và quê hương Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 trong một gia đình yêu nước tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, 15 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã bị thực dân Pháp kết án tù chung thân, hai lần bị địch bắt và đầy ra Côn Đảo, hơn 10 năm bị địch giam cầm tại địa ngục Trần Gian Côn Đảo. Dù bị kẻ thù dùng mọi cực hình, đòn roi, tra tấn, nhưng đồng chí vẫn nêu cao tinh thần bất khuất, giữ vững khí tiết của người cách mạng, biến nhà tù thực dân đế quốc thành trường học cộng sản. Trong suốt cuộc đời gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ta nhớ là Tổng Bí thư là một tấm gương mẫu mực về dân vận, cả đời gắn bó với dân, trong gian khổ đi trước về sau, đầu sóng ngọn gió như thế đấy mà giành được chiến thắng đấy, chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà trong đó có dấu ấn không thể nào không nhắc đến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Thời gian được gặp Tổng Bí thư đã lâu, nhưng ấn tượng của ông Đặng Đình Được, người đã có hơn 2 thập niên trông coi khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, vẫn nhớ như in những lần Tổng Bí thư về thăm quê. Dù bận với nhiều công việc của Đảng, Nhà nước, song đồng chí đều dành nhiều thời gian gặp gỡ, đến thăm hỏi bà con hàng xóm, cán bộ, xã viên hợp tác xã, gia đình chính sách bằng tình cảm, những lời thăm hỏi ân cần và gần gũi. Bác Linh là một con người rất khiêm tốn, kiên nghị, trung trực, thẳng thắn. Bác gặp dân thì bác vui vẻ lắm. Thì bác có nói là quê ta là quê tương bẩn, thì giờ lên phát huy cái nghề tương, thì bà con nhân dân phấn khởi lắm. Và đến bây giờ đấy thì thực hiện lời của bác, thì thấy cái tương bẩn bây giờ vẫn có cái giá trị, có một cái tiếng vang. Hơn 20 năm kể từ khi được gặp cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh,
Nhưng nay mỗi lần nhớ về những lời căn dặn, Đảng bộ chính quyền nhân dân xã phải thay đổi tư duy, thay đổi sản xuất để mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Xã phải quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng để họ có đời sống tốt hơn, quan tâm đến giáo dục, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đã ăn sâu trong trí nhớ của bà Hà Thị Viễn, nguyên bí thư Đảng ủy xã Giải Phạm. Chúng tôi cũng là rất là phấn khởi là cũng được gặp bác và bác cũng trao đổi, bác dặn dò, bác ân cần thân mật lắm. Bác dặn về vận động bà con tích cực sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình cũng như là đóng góp cho xã hội. Những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành chìa khóa để Đảng bộ đưa xã Giải Phạm phát triển. Từ địa phương có xuất phát điểm thấp đến nay, đời sống nhân dân phát triển về mọi mặt, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, cả ba cấp học đều được xây mới, hai trường mầm non và trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2. Trước đây thì đối với xã Giải Phạm thì cơ bản là một xã thuần nông, hưởng ứng các cái lời dặn của bác, thì các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ cũng đã nỗ lực tập trung để xây dựng cho quê hương Giải Phạm thì ngày càng giàu đẹp văn minh. Và năm 2021 thì xã Giải Phạm là một trong 6 xã được công nhận là xã nông thôn kiểu mẫu, cũng là một trong xã đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Trong ký ức của người dân Hưng Yên về hình ảnh một vị lãnh đạo nhưng rất giản dị sâu sắc, quan tâm đến đời sống nhân dân, mãi mãi không phai mờ, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu giành nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh, xứng đáng là quê hương giàu truyền thống văn hiến như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 chính thức có hiệu lực. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập trên cơ sở kiện toàn từ những người tham gia bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Mỗi thôn, tổ dân phố có một tổ bảo vệ với 3 thành viên do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân. Tổ bảo vệ này làm nòng cốt hỗ trợ công an, ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Các thành viên tham gia được hưởng trợ cấp và được hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Được tham gia cái lực lượng này tôi rất phấn khởi đó. Quyết tâm bảo vệ thật tốt trật tự an ninh trong địa bàn khu dân cư. Các lực lượng đã tham gia diễn tập thực binh xử lý một số tình huống như ngăn chặn thanh niên tổ chức đua xe trái phép, thanh niên tụ tập đánh nhau gây thương tích và bạo lực gia đình. Tập huấn như này thì lực lượng an ninh trật tự như bọn em ấy có được kinh nghiệm để sau này mình áp dụng vào thực tế ở địa phương, và khi xảy ra những cái tình huống mà có những cái đối tượng gây rối trật tự ấy, thì mình sẽ có những kinh nghiệm để mình xử lý tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận thời gian qua, lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố, dân phòng đã có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, có phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh an ninh trật tự chỉ có thể bền vững khi có sự tham gia tích cực của toàn thể xã hội, và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Sự ra đời, tôi đề nghị các đồng chí cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định của luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Mỗi đồng chí thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng sự đoàn kết nội bộ và sự gương mẫu trong hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự tại cơ sở và các ban ngành liên quan để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đề nghị cấp ủy chính quyền, ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị chức năng, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chuẩn bị các điều kiện cần thiết
bảo đảm các điều kiện công tác và thực hiện nhiệm vụ của tổ bảo vệ an ninh trật tự theo quy định. Toàn tỉnh Hưng Yên dự kiến thành lập 828 tổ bảo vệ an ninh trật tự với gần 2.500 thành viên. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thực hiện nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tự hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã kết nạp được trên 1.700 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh hiện nay là trên 70.000 đồng chí. Dịp Tết Nguyên đán, các cấp hội thăm hỏi trao gần 4.800 xuất quà với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng, trồng hơn 2.200 cây xanh các loại. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp hội cựu chiến binh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời nhấn mạnh các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn tuyên truyền cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt luật thực hiện dân chủ cơ sở và các nghị quyết chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác dân vận, công tác giải phóng mặt bằng, duy trì thực hiện có hiệu quả các tổ tự quản của cựu chiến binh, cựu quân nhân hoạt động, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, thực hiện các thể chế như hướng ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố. Tại hội nghị phát động, ký kết 6 ước thi đua, xóa nhà tạm dột nát cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh với các thành viên để xem xét cho ý kiến về dự thảo quyết định quy định số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và tờ trình ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo dự thảo quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, Sở Tài chính đề xuất định mức xe ô tô cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo không vượt quá tiêu chuẩn định mức tối đa quy định tại Nghị định số 72 năm 2023 của Chính phủ, chỉ áp dụng tiêu chí bổ sung một xe một đơn vị gồm Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, định mức xe ô tô của mỗi huyện, thị xã, thành phố tối đa 6 xe một huyện, định mức xe ô tô của khối các văn phòng cấp tỉnh tối đa 18 xe. Đối với tờ trình ban hành quyết định sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 9 nội dung theo đề xuất kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đồng ý về chủ trương ban hành quyết định quy định số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Về nội dung tờ trình ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, đồng chí kết luận. Điều 28 này, qua ý kiến các đồng chí thì cũng nhất trí là thôi cái nội dung này thì sau này là luật đất đai mới áp dụng thì tính là có giá trị 2 năm. Sau 2 năm được giao Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục tham mưu an tỉnh ban hành theo quy định mới liên quan đến hỗ trợ. Điều 28 thì cũng nhất trí là cho 6 triệu một tháng và tối đa là 9 tháng. Trường hợp đặc biệt mà cao hơn thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ý thứ hai là liên quan đến bồi thường hỗ trợ đối với đất nông nghiệp không đủ điều kiện để bồi thường. Ví dụ hầm bioga, rồi nhà để vật liệu xây dựng, để cuốc, để xén hay để phân bón 20-30 m² thì thôi hỗ trợ 80% sau khi đã trừ khấu hao. Thế còn nếu mà không xác định giá trị khấu hao thì trừ đi còn xác định giá trị còn lại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp và chỉnh sửa hoàn thiện lại dự thảo quyết định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
nhớ thêm một từ là mỏng. Sáng nay Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương về dự thảo nghị định quy định về đất trồng lúa. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam. Dự thảo nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa gồm 4 chương, 18 điều, gồm các nội dung về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tầng đất mặt, nghĩa vụ tài chính và cơ chế chính sách hỗ trợ các vùng trồng lúa. Các bộ ngành địa phương đã bàn thảo góp ý và bổ sung về các quy định, điều kiện cụ thể trong dự thảo nghị định. Trong đó chú trọng các điều khoản quy định về phân cấp, phân quyền, quyết định chuyển đổi, phê duyệt xây dựng cải tạo công trình, bổ sung quy định cụ thể để phân biệt quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao được nhà nước bảo hộ, không tự ý chuyển đổi. Tại Hưng Yên, hiện trạng đất lúa có khoảng 25.000 ha. Những năm gần đây, do thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ quy hoạch phát triển giao thông, công nghiệp, dịch vụ nên diện tích lúa giảm. Tỉnh quan tâm đến công tác phát triển, bảo vệ đất lúa, đảm bảo an ninh lương thực địa phương, đồng thời quản lý sử dụng đất lúa hiệu quả đúng quy định. Hướng tới 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vừa qua, đoàn cán bộ thành phố Hưng Yên do đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên làm trưởng đoàn, tổ chức đi thăm viếng một số nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử cách mạng tại các tỉnh miền Trung. Đoàn tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường Chín và trên đất bạn Lào. Dâng hoa dâng hương tại thành cổ Quảng Trị, nơi ghi vào lịch sử một mốc son vàng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972. Trong đó có những người con của quê hương Hưng Yên. Đồng thời đến dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ ngã ba Đồng Lộc, di tích lịch sử gắn liền với những năm tháng chiến đấu hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong để bảo vệ tuyến đường huyết mạch chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Đoàn đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam tại Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước có hiệu lực thi hành. Cùng với các địa phương trên cả nước, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên và Công an 10 huyện thị xã thành phố đã đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho 3 nhóm, trẻ từ 0 đến 6 tuổi, từ 6 đến 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên, và chứng nhận căn cước cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Luật căn cước có hiệu lực giúp hoàn thiện pháp luật, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và phục vụ tốt hơn cho người dân doanh nghiệp. Luật căn cước có 10 điểm mới. Những điểm mới quan trọng của luật là việc đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước, mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Để đảm bảo công tác thu nhận hồ sơ căn cước được tiến hành thuận lợi, tại khu vực tiếp công dân, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí cán bộ làm công tác thu nhận hồ sơ căn cước, đồng thời niêm yết và đăng tải quy trình, thủ tục cấp căn cước tại nơi tiếp dân và trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Công an cấp huyện đảm bảo công khai, minh bạch. Cuối chương trình thời sự là thông tin vận động viên Hưng Yên giành huy chương vàng tại giải đua thuyền vô địch Đông Nam Á. Tại giải đua thuyền rowing vô địch Đông Nam Á năm 2024 diễn ra tại thành phố Hải Phòng vừa qua, vận động viên Nguyễn Thị Vân Anh, đội tuyển đua thuyền Hưng Yên đã xuất sắc giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc nội dung đôi nữ và đơn nữ. Nguyễn Thị Vân Anh là vận động viên nòng cốt của đội tuyển rowing Việt Nam tham gia thi đấu hai nội dung là đua thuyền rowing đơn nữ, đôi nữ và đều giành huy chương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.